Chào các bạn, phải thừa nhận iPad Pro thế hệ 3 là một chiếc máy tính bảng mà mình thấy yêu thích nhất cho tới hiện nay. Đặc biệt là dòng Pro 12.9 thế hệ 3 này. Nó dành cho những người thích trải nghiệm màn hình lớn như mình. Sau đây là những chia sẻ và cảm nhận của mình để các bạn có thêm sự lựa chọn sao cho phù hợp và kinh tế nhất. Ngoại hình chính là sự thay đổi dễ nhận thấy nhất so với các dòng iPad đời trước và phải nói đến là sự thay đổi hoàn toàn cho ngoại hình đẹp hơn, sang trọng hơn, tinh tế hơn rất là nhiều. Dễ nhận biết nhất là nút home đã biến mất. Thân máy có độ mỏng vừa phải. Viền màn hình cũng vậy, không dư quá nhiều như các thế hệ trước, nhưng cũng không quá mỏng vì mỏng quá sẽ gây khó khăn cho việc cầm nắm. Cổng Type-C cực kỳ tiện lợi vì các thiết bị mình đang dùng đều trang bị kết nối USB Type-C. Có 4 loa cộng màn hình lớn chất lượng cao thì việc giải trí rất là đã luôn, chẳng hạn như xem YouTube, xem phim. Lướt web trên màn hình 12.9 inch này rất là phê. Bạn có thể chia đôi màn hình để vừa đọc tin tức, vừa mở YouTube, hoặc vừa lướt Facebook, vừa xem YouTube, hay là vừa đọc tin tức, vừa lướt Facebook. Nói chung là trải nghiệm chia đôi màn hình trên iPad Pro 12.9 này rất là đã nè. Bên cạnh đó, dòng Pro trang bị cấu hình mạnh nên việc chơi game hầu như không gặp phải vấn đề gì cả. Mình hay chỉnh sửa hình ảnh và edit clip trên iPad Pro phải nói là rất là tiện luôn. Màn hình rộng và cấu hình cao nên việc thao tác chỉnh sửa rất là dễ dàng, nhanh hơn rất là nhiều. Bạn nào thích edit video thì có thể tham khảo cái phần mềm LumaFusion. Mình thấy phần mềm này rất là ok, bữa mình mua là hình như là 700 ngàn á. Có những clip mình quay bằng Fuji XT3 4K 60 hình mà nó vẫn xử lý được hết á. iPad Pro thế hệ 3 này còn hỗ trợ Book Pencil 2. Phần trên của iPad có một cái 500, nó vừa có chức năng là sạc và vừa có chức năng là giữ cho keyboard của bạn không bị rớt. Bút này dành cho bạn nào thích vẽ vời thì rất là tuyệt nha. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng để note ghi chú mà không cần phải mở màn hình. Việc viết trên iPad cho cảm giác rất là thực và thoải mái. Cuối cùng là điểm mà mình thích nhất và cũng là điểm mà mình quyết định chọn mua iPad Pro thế hệ 3 này, đó là cổng Type-C. Ngoài việc đồng bộ với các thiết bị mà mình đang dùng thì nó giúp cho công việc của mình rất là nhiều, như là có thể chép hình và video rất là nhanh chóng bằng đầu đọc thẻ USB Type-C. Nó giúp cho mình kết nối với ổ SSD của Samsung rất là nhanh nha. Và mình có thể xử lý trực tiếp hình ảnh và video trên ổ SSD này luôn, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Các bạn lưu ý là ở iPad Pro 12.9 là bạn không thể vừa nằm vừa dùng, tại vì nó rất là nặng. Không phải nó nặng mà là nó to và nó hơi khó nắm. Và việc bạn ngồi lâu mà cầm nắm nó thì không có tiện. Thì thế là các bạn có thể mua một cái case nào đó để mà sử dụng. Ví dụ như là cái case của Newkin, mình mua giá là 400 ngàn. Thì nó có luôn cái chỗ để bút. Chất lượng của case này thì mình đánh giá là ổn so với tầm tiền, nên mình cũng không cần thiết phải mua những loại đắt tiện như là 1,5 triệu, 2 triệu làm gì. Nếu bạn cần một chiếc máy tính bảng để giải trí xem phim, lướt web, chơi game thông thường thì bạn có thể chọn một cái dòng iPad thường, không cần phải dùng iPad Pro. Tại vì lên iPad Pro nó tốn hơi nhiều tiền. Còn nếu như bạn dư giả về tiền bạc thì bạn có thể chọn dòng 11 hoặc là 12.9 inch nếu muốn trải nghiệm màn hình lớn nhưng không ngại việc cầm nắm hay mang vác. Nếu bạn thường xuyên chỉnh sửa hình ảnh và biên tập video ở mức độ vừa phải, không cần quá chuyên nghiệp, thì iPad Pro sẽ là sự lựa chọn rất là tốt. Những bạn thích vẽ hoặc là thích phác họa bằng bút cũng có thể cân nhắc iPad Pro này. Thêm nữa là nếu công việc của bạn là hay gặp khách hàng và show cho họ xem các sản phẩm ở dạng hình ảnh, video thì iPad Pro thế hệ 3 này trông sang chảnh hơn. Và cái việc kết nối đồng bộ các thiết bị lưu trữ nó cũng thuận tiện rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn.